trong cái trường học của nó chứ. Cháu á, chốc ra nhà oan ngay đây chứ. Ngày nay đâu. Đồng mới mà. Ê, cắm này ra thì chụp hình thôi. Như cắm lên thì chụp hình. Mặc cũng được. Bành hai cái tay ra. Thôi, quan làm mẫu xấu lắm. Kia thì thôi luôn nhỉ. Đây. Đem tận cái câu. Này, xem cho em được đồng thùng vào này. Thấy cái bao ni lông ở đây rồi. Bà mà biết là để cho nó là bao ni lông. Quẩy hết. Ra phát trực tiếp đi. Ba mốt cái hả thầy? Ơ không không, ổn tưởng cái kia đấy. Chắc là cũng sinh như sao sao mà nó cho nó chuyển hình như chứ. Quá sinh. Chắc còn thì đã chắc đem có đã qua từng đấy thôi thì ví dụ như khóa à, hay bảo chị Hiền tí nó thay luôn để mai cầm luôn. Hiền mấy ngày nay không ai làm đúng đâu chị qua nhà đi làm đâu chị ở nhà chứ. Đến qua đâu còn nhỉ? Sáng nay vẫn sáng nay còn không biết hôm nay thì không biết nhưng sáng chị vẫn đi luôn. Chưa, thôi đi để cho mọi người ngồi đây nào, để gỡ lại một tí nữa.
sơ tùy là 624 hộp. Thì là ba mỗi vé hai, mỗi vé hai hộp. Hả? Ừ. Thì Huyền ở làng già thôn giá tí thầy đi vào nhé, công đức 200 tí con đưa thầy. Thầy có duyên làng già con nhiều lắm đấy. Thầy cả một con đấy. Em ông sao này? Phạm Thị Huyền thôn già thầy nhá. Có những em rất là đẹp đúng không? Cái ôm em này nó lại đâu rồi? Đây nữa. Đấy nhà này. Đấy phơi luôn. Cái chú gọi nhà chùa này. Phật, nhóm thiện nguyện Diền Tâm xin chào mọi người. Hiện tại là cái lịch trình của nhóm đi là đến điểm xuất điểm là ở xã Phù Lũng, thì điểm trường Phù Lũng, xã là huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, bao gồm là 280 phần quà. Thì bây giờ đang trong giai đoạn sắp xếp để tối nay sẽ lên xe, và hiện tại là nhóm Diền Tâm còn đang thiếu là 2 triệu tiền khăn mặt. Kem đánh răng đã đặt rồi nhưng mà hàng chưa về thì đặt vào. Hiền hay Huyền? Này còn cuộn nào không? Mua hết thì nắm nào? Đi mua. Cho thầy mấy cuộn băng keo thỉnh thoảng còn làm công việc nữa. Ồ, có hàng cho con. Con mang vào đây để thầy sắp xếp đấy. Rất là dễ thương. Đây là phần phần quà là bao gồm là bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt này. Mỗi em sẽ có thêm là tại ở trên dân tộc là mỗi em sẽ có một lon sữa ông thọ, bánh mì khô để ăn sáng, lồng đèn, dép, cặp, quần áo, sách vở, sữa, bim bim, kẹo mút, sữa tươi. Bánh nướng, Di Đà Phật. Nào ra phụ thầy rồi. Năm rưỡi. Phật, hàng đã về ạ.
Đây là toàn bộ nhu yếu phẩm nhóm Diệu Tâm đã chuẩn bị được này, bao gồm 32 bao quần áo, là đã áo khoác là tầm còn 70%, đã cũng còn mới. Đây là toàn cảnh của chùa Phương Quế. Đến xe đã về. Trên Hà Nội và của bên chú vé là gửi cho các bé giờ đã đến về chùa Phương Quế, bao gồm bánh quy, sữa, A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Đôn. Tôi bảo mình là bảo bác ra nhận hàng như là nói khách em đợi trên xe đi còn đi giả. Vậy nãy giờ mà đã bảo rồi. Đi ra có thấy đâu? Thế em vẫn ở đâu? Em đỗ ở đâu? Thế em đi vào đây luôn còn gì nữa? Mẹ mới mở mở ra luôn thế. Bây giờ ra có thấy gì đâu mà mẹ quay vào? Mấy chú thông cảm. Để đi nào bạn, mấy chú thông cảm nhé, tại hàng thiện nguyện đông ra không đấy, là mọi người ra chờ mà không có xe bác ạ, mưa vào đó. Dạ bác ơi, nhà chú gửi tiền xe bác. Dạ cảm ơn bác nhé, may quá. Không phải may là bác chở dùm nhà chùa thiếu gì người chở ở đây. Không không, không mấy chú không liên lạc được cho nó. Dạ, cảm ơn bác. Đây mang hết vào trong nhà để mưa. Cái để riêng ra để trên nhà chùa còn kiểm hàng, đừng bánh không được trồng nhá, bánh là nó bị nát đâu đó. Cái này là sữa để riêng riêng bên kia để nhà chùa chuẩn bị. Bánh để góc này. Đây đây đây, bên này góc này. Khăn khăn mang ra kia em. Góc khăn đây, xếp đây đây góc này đi. Đây là sữa của sữa để riêng không được trồng. Cô cứ để riêng ra đó cho nhà chùa. Dạ. Yeah. Khăn mang ra đó để xếp mà đồ đồ chơi đó, cái đó là đồ chơi đó, kiểm tra lại cô Siêng. Cô Siêng kiểm tra lại bỏ ra và nhà chùa sẽ đỏ vào trong cái bịch trắng, không bỏ vào bịch này đâu. Bỏ ra bịch trắng kia để còn biết là đồ chơi. Các bác ơi, bánh đừng có trồng lên nhau nhé. Đó. Bao gồm 280 phần ạ. À, đúng rồi, bánh như vậy rồi. Đúng rồi, khăn đó. Khăn đấy đẹp mà, khăn đó bên cô Ngọc Cung Tiến đó. Bây giờ để nguyên thì chỉ có gắn lấy sau thôi. Rất là đẹp, cái khăn này 100 cái là để riêng trong một bịch 100 nhé. Cái này có rồi đúng không phải? Được chưa? À, cái này bơm bóng. Bơm bóng đó. Để riêng ra. Không có để vào trong bịch đó đâu. Bây giờ bỏ vào trong là lấy này cái xoay xoay. Xoay bóng. Đây. Bỏ trong bịch trắng ở đây là chùa một phân biệt. Đồ chơi đó. Không không. Cái này là để ra. Thôi để chung đi. Để chung. Thêm xin. Cái này để đồ chơi thì để ra. Mở ra không có để bao nhiêu cái này. Không biết làm cái gì. Đúng rồi, đúng quần áo thôi. Để ở trên. Cái này là cũng quần áo là thầy này. Quần áo nhưng mà để bỏ ra để dồn vào cũng được, các bạn làm ra. Đi xe chỉ cần chậm một phút là bắt đầu nó đã ngậu lên.